hưởng ứng chương trình Người Tuyên Quang đi du lịch Tuyên Quang của tỉnh phát động nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Trong dịp này, huyện Lâm Bình sẽ tổ chức giới thiệu thêm các sản phẩm du lịch mới như tổ chức tuyến phố đi bộ tại khu vực đường đôi trước nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện, tổ chức nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thèn tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, tổ chức tour tham quan hang Khuổi Pín tại xã Khuân Hà, khai trương điểm chụp ảnh, trải nghiệm cọn nước và con đường tình trên sóng lúa tại thôn Làng Chùa, xã Lăng Can. Về thời gian tổ chức tuyến phố đi bộ bắt đầu từ 18:30 các tối thứ Bảy ngày 17 tháng 4 và tối mùng 1 tháng 5 năm 2021. Địa điểm tại khu vực đường đôi trước nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện. Các hoạt động diễn ra trên tuyến phố đi bộ gồm văn nghệ với các làn điệu hát then, múa tày, hát cọi, nhảy múa hiện đại và các trò chơi như nhảy bao bố, bóng chuyền, cờ vua, trang trí không gian đàn tính, thổ cẩm. Cùng với đó là các trò chơi dân gian như đánh pang, đánh yến, tung còn, đẩy gậy, đi cà kheo, cờ tướng, cờ vua, trò chơi ô ăn quan, nhảy sình, rồng rắn lên mây, nhảy sạp giao lưu với du khách. Ngoài ra, còn có các làn điệu nhảy dân vũ, nhảy truyền thống, hiện đại, đường phố, nhảy tự do, trượt patin, giao lưu bóng chuyền hơi. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao là khu bán đồ ăn vặt với các món như trứng gà, trứng vịt nướng, thịt nướng, ốc suối luộc, ốc xào, cháo cá bống, phở cuốn húng suối, lòng lợn nướng, tôm hồ nướng, xoài lắc, hoa quả dầm và các loại nước giải khát, xôi ngũ sắc, bánh dày, bánh trứng kiến, cơm lam, bánh trôi, bánh chuối. Cùng với giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao trên tuyến phố đi bộ, còn có không gian trưng bày quảng bá và bán hàng lưu niệm các sản phẩm là đặc sản của địa phương. Thời gian tổ chức nghi lễ nhảy lửa ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang được tổ chức vào tối mùng 2 tháng 5 năm 2021. Còn các hoạt động tham quan hang Khuổi Pín, xã Khuân Hà và chụp ảnh trải nghiệm cọn nước tại xã Lăng Can được các địa phương chuẩn bị từ trước đến nay đã sẵn sàng đón du khách đến tham quan trải nghiệm trong dịp hè này. Hưởng ứng chương trình Người Tuyên Quang đi du lịch Tuyên Quang của tỉnh phát động nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, huyện Lâm Bình xin được kính mời nhân dân và du khách gần xa hãy đến với mảnh đất huyền thoại Lâm Bình để cùng tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại tuyến phố đi bộ và các hoạt động du lịch trải nghiệm tại các homestay, các thác nước và hang động trên địa bàn huyện.